afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi lại cô gái mù sau khi được chỉnh sửa sức mạnh vừa tăng vừa giảm. Và giảm ở đây là tốc độ giải mã từ 30 xuống còn 23%. Còn tăng thì thuộc chủ yếu là về cái sự di chuyển của cô gái mù. Có nghĩa là cô này, cô ấy nếu mà đi bộ từ từ thì cô ấy sẽ tăng 25%. Còn di chuyển từ đi bộ hoặc là đang ngồi ấy, mà chuyển sang đứng sẽ được tăng tốc độ chạy. Đồng thời là sẽ nhảy qua chướng ngại vật sẽ được tăng lên một chút, nhanh hơn một xíu. Và cái điều này nó chỉ diễn ra trong vòng 2 giây nên là mọi người phải tranh thủ thời gian nha. Đấy. Hoặc là mình có thể vừa cai vừa chuyển sang đi bộ và chuyển sang chạy nhanh lại để có thể tăng một xíu tốc độ chạy trong vòng 2 giây. Cái này là mọi người có thể là áp đặt tùy trường hợp. Và tăng như thế nào thì vô game các bạn có thể thấy là có cái nội tại hình cây gậy ở trên cái phần biểu tượng này. Đấy. Tính ra là cũng có tăng nhưng mà đối với cái sự tăng này thì nó sẽ hồi nội tại trong vòng 55 giây. Cũng khá là lâu ha. Rồi, tuần này mê bé mù quá. Nay tuần mới rồi. Chuẩn bị tuần mới, hôm nay là chủ nhật nên là mọi người nhớ là đi ranh thường với 5 năm để kiếm 2 cầu. Đập ra những cái phụ kiện mà mình yêu thích. Riêng cái phụ kiện thì mình cũng đã review xong rồi. Rất là cảm ơn mọi người. Rất là nhiều bạn cũng inbox cho mình ấy mà mình rep không có hết. Nên là mọi người thông cảm và hoan hỉ bỏ qua cho em nha. Sau này mọi người có những cái bộ trang phục em có lục lại thì mọi người cũng mở lòng cho em mượn lại. Rất là cảm ơn mọi người. Đấy, di chuyển đi bộ tăng 25% này. Từ cuối người hoặc đứng sang chạy này. Đấy, các bạn thấy đấy. Rất là nhiều thứ được ở book ở trong cái phần ám hiệu. Nên là mọi người thấy là chơi mù bây giờ các bạn có thể dễ dàng chạy hơn. Nhưng mà không được nhiều nha. Không được nhiều. Đừng có hy vọng nhiều quá rồi thất vọng, đúng không? Mà thất vọng nhiều quá rồi đâm ra là mình tuyệt vọng. Đấy. Nên là cái gì cái nó cũng không có gọi là quá nhiều. Thường thì khi mà test server mở ra thì mọi người hay test theo kiểu là nó liên tục. Nó không có hồi chiêu. Nên là cảm thấy ví dụ như cha này mạnh, cha kia mạnh. Nhưng mà cooldown rất là lâu. Mà trong những cái lúc mà phải tùy xem là survival thực tế họ cai như thế nào nữa. Nên là mọi người thấy Hunter hay survival nó xuất hiện ở trên cái phần showroom ấy thì chưa chắc là nó đã mạnh, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ các bạn thấy Hermit không? Ngày xưa sửa máy lâu dã man tại vì mình chưa quen cơ chế của nó. Khi mình quen rồi mình lại bảo cái có bà dằm còn Hermit, đúng không? Thấy nó cứ kiểu dễ hơn, dễ chơi hơn trước. Nên là không nên đánh giá quá sớm bất kỳ ai cả. Nhưng mà tới thứ năm tuần này là bắt đầu là nhà người ngu đần nha. Xong rồi nhà người đào vàng. Trời ơi. Sợ mà sợ xỉu luôn á, không phải sợ vừa đâu nha. Người rồi bắt đầu là nguyên cái map bể lên bể xuống. Rồi nguyên cái map toàn nam châm không. Trời ơi. Là đi ví dụ các bạn thấy ở bên game Liên Quân đó. Cái gì mà nó free á là người ta dùng nhiều lắm. Hoặc là có những cái tướng mới cũng thế. Mình nghĩ là mấy game MOBA khác nó cũng sẽ y chang vậy thôi. Kiểu cái con tướng nào vừa ra mắt là nhà tranh nhau chọn để chơi thử ấy. Nhưng mình ít khi nào kiểu vậy lắm. Chẳng qua là cái môi trường làm về YouTube thì phải test sớm để chơi sớm này kia thôi. Chứ các bạn thấy mình đảo tra liên tục, không có làm một nhân vật kiểu lập tới lập lui khá là chán, đúng không? Nên là đổi hoài luôn. Chỉ có những cái nhân vật nào mà kiểu mãn kiếp hoặc là lâu lắm không sờ tới rồi thì mới lục tới thôi, còn không là không đụng tới luôn. Tại không có men. Quỷ tới. Nó tới đây rồi. Không sao, máy có 4 rồi. Em sẽ chổi cá cắm mắt. Em sẽ cài nó tới chết. Cài hết sức bình sinh. Tiện thể sẽ review cái nội tại cho các bạn cùng xem luôn. Trời ơi. Map này chơi cá cũng hơi mặn á. Nhưng mà chơi tốt thì không phải ngán. Tông
gì á? Tính vay nước mẹ hả? Trời đất ơi. Ủa bà này hình như mang skin mới. Nó chói quá mọi người ạ, không có thấy cái gì luôn á. Để trận sau mình giảm cấu hình xuống cho nó xuống thấp đi. Chói, chói quá. Đây này, đấy, mọi người thấy không? Mình di chuyển từ chậm sang cao này. Đấy, nhảy rất là nhanh, cộng thêm nhánh chín nữa. Nên là khéo chả đuổi kịp. Úi giời. À. Trời ơi. Cái lúc mà có địa hình ấy thì mọi người nhanh trí là ấn chậm xong chuyển qua nhà đi đi chạy để có thể kích hoạt đối tại và nhảy qua địa hình luôn cho nó nhanh. Bà này mang cắm mắt mà, không có mang bling nên là mình cai thì cũng khá là được. Để cố gắng cai cháy ở đây luôn, đằng nào mình cũng chết thôi. Úi giời ơi. Cái đối tại còn 7 giây nữa nè. Hí. Rồi. Lung linh là lên luôn. Đó, chuyển qua này. Trời ơi. Chậm quá. Quá trời mắt luôn. Đấy mọi người thấy không? Khi mà mình bấm từ chạy bộ sang chạy nhanh á, đi bộ sang đi chạy nhanh á, thì sẽ mình sẽ được tăng tốc độ chạy một chút. Thôi chết rồi, quả này chắc mình cũng die rồi. Ơ, die rồi, không chạy nổi. Skin cá nhìn cũng đẹp, đẹp ở cái phần trên thôi, còn phần dưới thì mình không thích lắm, nhìn nó bình thường. Còn cái tóc thì muôn vàn kiểu vậy thôi, nó chả khác gì hơn kìa. Nó thua skin Tomie nữa, thật sự luôn á. Kiểu Tomie tóc nó còn đổi lên, à skin Rimwick chứ, nó còn đổi tóc lên tóc xuống. Còn cái skin A của bà cá tới luôn cũng một kiểu chán nòm. Mọi người đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ theo trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở map Bệnh viện Thánh Tâm nha. Mình vừa mới chuyển cấu hình trình diễn xuống. À cấu hình thấp chứ, trình diễn nhìn nó gớm quá, nó gớm hơn màn hình thấp nữa. Mà chơi mù phải để cái chế độ này thôi, chứ không thì mình không có nhìn được cái gì luôn á. Chói với nhức đầu nữa. Mình cũng thấy cũng có rất là nhiều bạn bình luận nói là cái bản đồ mới, cái map đua ngựa đó, nó cũng khiến cho mọi người cảm thấy rất là chóng mặt với cả là nhức đầu. Ồ đúng rồi đó. Vậy mà con nửa e nó vô tình nó tạo ra cái mod cưỡi ngựa. Nó làm mọi người cưỡi lên cưỡi xuống, mọi người đu ngựa các thứ. Giống như hôm em chơi Halloween á, trời ơi. Muốn tiền đình luôn vậy đó, muốn bệnh trong người luôn á. Ói. Sợ xíu. Rồi xong. Bà mỹ nhân vừa hỏi tụi em có uống trà sữa không. Xong rồi do you wanna join? Trời ơi không nha. No thank you and you. Trời ơi sợ đó. Mấy bữa nay xuất hiện rất là nhiều cái quán cà phê ở ven đường đó mọi người. Quán cà phê đi nhanh đó. Ở đó bán cà phê. Thường thì mình thấy cà phê đen, không thấy cà phê sữa. Có bán cacao nữa. Chắc là nếu mà con nói mà uống cà phê sữa thì họ cũng sẽ pha thôi. Nhưng mà thường thì chủ yếu mọi người thích uống cà phê đen là nhiều. Mà tôi nghe bảo cái máy đó cũng giá, cái máy pha đó, giá cũng đâu đó là hơn 10 triệu để pha một cái máy như thế. Nên là nhưng mà mình thích nhà mình thì ít mua lắm, tại vì là nguyên một nhà, nguyên nhà mình ấy là sở thích uống cà phê mà là toàn mua cà phê rất là nhiều hãng lớn về, xong bắt đầu là trộn lên rồi pha tự uống ở nhà chứ không có ra ngoài đường mua. Mọi người uống thử cà phê mà đổ sữa tươi có đường vô chưa? Sữa Vinamilk đồ đó. Trời ơi, nhức cái nách luôn mọi người. Hôm nào mọi người có gia đình pha cà phê đen á thì mọi người đổ thêm sữa tươi. Sữa tươi bò con bò đồ nha. Đó, mọi người khuấy lên đập đá vô. Nhức cái nách luôn, thật sự. Uống nó vị nó lạ lắm kìa, chứ đừng có uống sữa đặc. Uống sữa đặc nó béo béo nhưng mà cái vị ngọt của cái sữa đặc ấy nó khiến mình cổ họng mình hơi bị gắt. Uống sữa tươi thì nó tươi.
mình cũng biết diễn tả sao nữa, nhưng mà cảm giác nó uống nó đỡ khát hơn là uống sữa đặc khi mà khuấy với cà phê. Bạn nào hôm nào uống thử. Còn nghe bảo Sting mà pha đá thì chưa thử bao giờ nên cũng không rõ lắm. Nhưng mà không dám thử nữa. Sợ ôm bụng vô WC ngủ chỏng thì chắc chết. Nhưng mà mọi người khen ngon thì cũng không dám thử. Như em là ví dụ uống là bò cụng đó, ở trong đấy hay trêu là bò cụng, đúng là bò húc á, là mọi người uống không đúng không? Còn em phải pha thêm nước lọc vô, đập đá vô cho nó loãng loãng. Nhìn con hầu đây trời, à con chủ thể. Ờ, quỷ tới. Con nào đuổi á? Không dám nhảy ván luôn. Ủa, cái con này. Mình phải chuyển sang đi bộ sao đi nhanh để tăng tốc chạy á. Mọi người thấy không? Cái nút bấm phải nhanh nha. Không dám nhảy ván luôn. Ủa sao chỗ đào cũng đập ván hết rồi, sao dám nhảy? Này đánh đi. Ừ, vậy đi. Mình không dám nhảy luôn á, tại vì rất là sợ tẹt rô. Nên là không dám liều. Chỉ cần mình bị tẹt rô một cái là game sẽ khó ngay. Nên là mình sẽ quyết định là ăn một phát gậy thường để có thể là cho nó lau kiếm, đúng không? Và con hầu chính của mình đây đúng không? Đi xuống đây. Mày bước xuống đây liền. Cho nó xuống lãnh cung. Đó. Để khi nào mà nó muốn hoạt động nó phải bò lên trên nữa thì sẽ rất là mất thời gian. Sao mà đức mẹ đi đâu là có người theo đó vậy trời. Rồi tự xử đi nha. Mở cổng đã. Ủa nó lấy con hầu của mình ra rồi. Ôi sợ bling quá đi á. Sợ bling cho nên là mình cũng không dám lại heal nữa cơ. Ủa đuổi thu luôn. Ê Trịnh Nguyên Long ơi sang nhấc bà mỹ nhân lên. Nó có bling rồi, cái con hầu của mình nó chắc chắn là nó có bling rồi. Bling đây. À, đúng là người tính không bằng trời tính. Mình cứ tưởng nó bling sang chứ, không ngờ. Thôi giải tán. Kinh khủng quá. Mắt đỏ nó còn khoảng 45 giây nữa thôi. Nên là cứu được thì cứu nè. Lên. Kích hoạt nội tại thì mọi người ấn nhanh lên xong rồi di chuyển nha. Gì vậy trời. Ôi giời, đập cái ván tí năm. Hiêu tiếp mọi người ơi. Bà kia nửa máu thì đứng rô đi. Bà can I join cái gì đó. Cái bà gì ở trong The New Mentor đó. Can I join là join rồi đó. Bà rô cái cổng bà join dùm đi. Bà đừng có đứng ngoài, bà có nửa máu. Úi dồi, quay xe à. Sao hôm nay em lại trốn học, em ra đây em gặp anh sao? Trời ơi, nó đuổi em thiệt mọi người. Mê lắm. Thấy người ta nửa máu là chảy nước miếng. Trời ơi. Không còn một chút tương lai. Tưởng đuổi mẹ mà dễ hả? Thôi đất ơi. Nhìn lại mình đi. Chân còn dính phèn, không có được kim sa hột lựu chỉ đâu. Wow. Rồi mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nhé. Được chuyển kênh nha mọi người. Hôm nay rảnh chủ nhật mà, nên là chơi thêm trận nữa đi. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ 3, cũng là map Bệnh viện Thánh Tâm luôn. Trời ơi. Trời ơi, con người bất lực. Trời ơi, nó vút tới nơi rồi kìa. Anh ơi, anh tha cho em lần này đi anh. Ôi, nó có nổ chưa vậy? Ui dồi ôi, không biết đi hướng nào luôn ấy. Ui dồi, coi kìa. Ui, cái tay nó có nổ rồi. À. Gì vậy trời? Ồ,
Ủa cái skin người bất lực này hình như bán ở trong shop luôn, nhưng mà chê không mua nha, không biết chơi. Trời ơi, hôm nay review phụ kiện cánh tay gian dối của ổng đó, cho nên là mới review mới chơi lại đó. Trời ơi, chứ không thì có mà mơ luôn. Ngày xưa em từng bỏ một buổi học để em chơi con balloon làm clip cho mọi người coi, mà tới khi buổi chiều mọi người comment vô cái clip đó em mới biết chơi. Vừa khó mà vừa chóng mặt, vừa muốn tiền đình nữa. Khổ. Rồi, ra sờ mó em đi nè. Lên. Ôi, quỷ tới. Anh ơi, cho em chanh đi anh. Anh bún riêu không có chanh. Rồi vô nhà tới số liền, đúng không? Vô nhà đụng đúng nơi, đúng chỗ liền. Trên lầu này sao mà tự nhiên có hai bạn sửa máy nhiệt tình dữ vậy? Một người đại diện thôi chứ. Ui dồi. Đối với cái nội tại của mù thì mọi người ấn linh hoạt từ ngồi sang đi bộ, từ ngồi sang đi nhanh, hoặc là từ đi bộ sang đi nhanh, và kết hợp cùng với địa hình như là ván đã đập xuống hoặc cửa sổ để mọi người có thể là sử dụng cái địa hình cho nó linh hoạt ha. Và cái nội tại này nó chỉ kéo dài trong vòng 2 giây thôi, nên là mọi người cố gắng là dùng cho nó hết. Có nên đi qua vòng xanh không ta? Chết rồi, sao nghe mùi đi qua vòng dữ vậy trời. Thôi chết mình rồi. Không thể tin nổi luôn á. Mình cứ nghĩ là nó không có đi qua bên khu này đâu, mà ai ngờ đi thiệt. Ui, lè lè. Mình thấy ở trên TikTok cũng có mấy ông bà bên Thái chơi game gì truy đuổi survival, thấy cũng hay. Mà hình như là phải chơi ở trên thiết bị máy tính. Khổ cái là em ngu công nghệ lắm. Em chỉ có cái là cảm nhận bàn tay của em để em gõ chữ, không cần phải nhìn màn hình thôi. Úi dồi, nó lướt một cái. Bạn ơi, đỡ cho tớ một hit. Bạn ơi. Chưa gục thì đỡ cho tớ một hit. Úi dồi ôi. Tôi chết tôi rồi. Ủa, ông gồng kiểu gì đấy? Ok, cảm ơn chủ tế nha. Bạn này nếu như mà gồng mạnh hơn một chút nữa là khả năng cao là sẽ cấu mình được một phát, và cuối cùng là mình cũng bay luôn ấy. Chủ tế thì một máu. Úi giời. Cứ đẻ ra ông. Mãi mãi ở chỗ này không bao giờ lìa xa nha. Tại vì cái khu này là cái khu khó chịu bậc nhất của Gbersi luôn á. Rồi, không khó chịu lắm nha. Tới nơi rồi. Không phá ván hả mày. Vừa rồi thì mọi người vừa trải qua một kỳ thi rất là căng thẳng đúng không? Bây giờ chỉ cần nghỉ xả stress, xong bắt đầu là sẽ chờ điểm công bố xem sao. Đó, lúc đấy là mình chuẩn bị ăn cái buổi Giáng sinh, buổi Noel ngon lành mà. Rồi mới mốt thi học kỳ nữa, sướng ha. Nghĩ tới cảm giác phê thiệt chứ. Ngày xưa là em mê học sử với địa lắm. Trời ơi, điểm cao 8-9-0. Có mấy câu phân loại học sinh thì thường thường mình hay bịa ra cho điểm cũng chả cao lắm. Nhưng mà từ trên xuống dưới lý thuyết viết thì nói chung điểm cũng khá là ok. Còn bây giờ thì trắc nghiệm mình cảm thấy nó cũng nhàn hơn ngày xưa. Nhưng mà nói nhàn thì nhàn, chứ nhiều khi khoanh lụi chả trúng câu nào, đúng không? Và nhìn có những cái câu hỏi nó sẽ mở rộng rất là lớn. Học thì dài nhưng cuối cùng thi thì trắc nghiệm thì chỉ có vài chữ, nên là cũng khá là căng. Bỏ một chữ là cũng đâu có được đâu. Bởi vậy em từng đi học như em biết rồi. Chẳng qua thua mọi người chỗ là thi viết giấy với cả là thi trắc nghiệm thôi. Thi viết giấy không học bài là khỏi viết, còn trắc nghiệm thì còn lụi được. Ui, sao hả? Khổ quá đi á. Không dám nhảy cửa sổ, sợ nó... Đấy, mọi người thấy không?
quả đấy mới nhảy cửa sổ, nó vuốt một cái là mình tero ngay á. Anh ơi, anh tha cho em đi anh. Trời ơi, tới rồi. Hey. Trời ơi, sợ ván, kinh khủng. Bây giờ mắt đỏ rồi còn sợ cái gì nữa trời. Ôi gồng, gồng cho cố vô. Đấy, mọi người thấy mình bấm từ đi bộ sang chạy không? Cho thật là linh hoạt nhá. Mình sẽ được tăng tốc độ chạy. Đây là mình, nó không có bên rào cửa sổ nên là cố gắng ở đây chơi với nó, vờ nó thôi. Thế thực ra thì chắc team mình ở hết bên kia rồi. Dám đuổi cô gái mù vàng ngọc hả? Ủa sao mấy ông bà kia không chịu thoát đi chứ, mình sắp chết nơi. 48 giây, wow, khéo khéo cái hết bắt đỏ giờ cũng nên. Úi dồi, trời. Kinh khủng, úi dồi cái tay nó. Nó có nổ ấy, chơi mù trái biết nổ như nào nữa. Không kịp. Đừng anh ơi. Cho em chăn đi anh. Rồi, đai luôn rồi. Bà cổ vũ đi đâu kia? Ôi giời bà cổ vũ. Lẹ lẹ đi, buồn ngủ quá nè. Mấy hôm nay toàn mất ngủ. Chưa có bạn hỏi là sao giọng khác, chắc là do... Ui dồi ôi. Mấy hôm thứ sáu đi coi Taylor Swift á, trời ơi, nguyên rạp hát bùng cháy luôn. Giờ cổ đau dã man, không có nói được rõ như trước cơ. Và mọi người ơi, mình sẽ kết thúc video clip đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ nha.